Rồi vậy là làm tàu kéo nha các bạn. Trời ơi, trời quay ra. Chết luôn. Chỉ mà không chắc yếu là lộn đầu trái hết luôn đó. Không phải nói giỡn mà. Chạy lộn rồi các bạn ơi, chạy lộn ở bên đây. Kéo chim bà trước rồi. Ồ, có thả quần xuống cái rồi kìa. Không chết luôn chưa? Mày xuống nhà mày chết đi. Thôi ơi. Ồ, lại này. Thôi ơi. Thả nào này có nước các bạn ơi, cũng đỡ lắm. Rồi, lên một cây. Hai cây mà nữa bạn. Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi các bạn cùng xem nha. À, bây giờ chiếc máy 70 lại để hỗ trợ kéo hai chiếc máy, bốn chiếc máy đang mắc lại ở ngoài nha các bạn. Hút được thì hút luôn, ba máy chạy chung luôn. Chạy à. Thôi, vô. Thôi về. Rồi, quất. Mày hả? Rồi, bây giờ lên máy. Rồi bây giờ máy lên nha các bạn. Lên để ra ngoài giải cứu bốn chiếc máy ngoài luôn. Hai chiếc máy kéo, hai chiếc máy cắt lầy hết. Nó dẻo thôi à chứ đâu có lầy sâu. Rồi lên đó nha các bạn. Bờ này thì nó ngay lên ngay cái bờ đan. Thầy chà. Đây là đội cứu hộ. Phải không? Này là đội cứu hộ. Đội cứu hộ. Rồi bây giờ là đội cứu hộ lại các bạn ơi. Kìa đó các bạn thấy không? Các bạn thấy vàng vàng ở ngoài ha. Đó là bốn chiếc máy luôn. Hai chiếc máy kéo, hai chiếc máy cắt này các bạn. Nó đang lại ngoài này cây 93 và cây 70 Blue CEV 2019 đó. Không biết 19 hay là 21 nữa nha các bạn. Hồi nãy mình thấy thì CEV thôi. Hai chiếc máy cắt, hai chiếc máy kéo đều lại dẻo hết luôn. Đó giờ mấy anh em ở đây đang lại để hỗ trợ giải cứu nha. Kéo máy kéo mà. Để máy kéo đi. Giỡn mấy ông 10 lùng bia gì nó mua bia đem đây luôn. Không nổi. Không đi trong phòng rồi. Rồi, vậy là đi cái máy kéo không hả? Kéo máy kéo mà. Rồi, vậy là lên máy kéo không rồi nha các bạn. Hỗ trợ tiếp cái máy kéo à. Đó, bây giờ mấy anh chạy ra ngoài, giờ mình đi theo nha. Rồi, đây các bạn, mình ra tới rồi nè các bạn ơi. Quá trời luôn nè, thấy chưa? Đó. Ở quay này hình nghịch nắng rồi, mắt đẹp nha. Đây các bạn. Đó, chiếc 70 nè, nó lầy nè. Máy kéo nè. Đó rồi, đây máy kéo nữa nè, kéo không được luôn, đậu đi luôn ha. Đó rồi, chiếc 93 luôn nè các bạn. Dẻo hết trơn luôn nha. Bình địa luôn. Đó rồi, bây giờ là đội cứu hộ đang chạy lên nha các bạn. Đây đội cứu hộ đang chạy lên tới nè. Mà hình như chiếc máy kéo không rồi các bạn ơi. Rồi. À, mấy anh em đem lại thì nó ngay máy cắt nữa. Nhưng mà đi chiếc máy kéo lại kéo không à. Rồi các bạn cho mọi người cùng xem nha. Ở nguyên một đội hình nè.
đây là biệt đội cứu hộ. Rồi chạy lên là bắt đầu kéo nha các bạn. Trời ơi trời, quay cái chết luôn. Mà chịt mà không chắc yếu là lộn tròn trái hết luôn đó, không phải nói giỡn mà. Chạy lộn đường các bạn ơi, chạy lộn qua mép bên đây. Kìa, đó muốn không đi luôn á. Mà nói nào ngay, hồi nãy giờ chú ruộng người ta bơm nước nha các bạn, cũng đỡ cái là nhờ người ta bơm nước đó. Cái này mà tao không bơm nước cũng vô phương mà chạy vô tới luôn. Rồi, rồi sao tới đây dội rồi, chưa vô tới tới đây dội rồi, chết mẹ đẩy rồi. Ô đi mà, ủa sao sao quay đầu trời. Ủa làm gì chắc lúa lên hay gì á. Ủa sao chạy ra lại. Ồ chạy qua bên kia lại, bó tay luôn. Để mà không đi luôn mà. Bốn chiếc máy mà bây giờ là đang chờ là một chiếc máy này các bạn. Đang chờ chiếc máy kéo này ha. Không chưa. Vậy là chạy dọc ở xuống đầu trên luôn. Phải qua đây được. Xa quá. Nói chung cái đường lội xuống nó khó lắm nha các bạn, cho nên mình đứng ở trên đây thì nó hơi ngay cảnh hơi xa một tí, và xem thì nó cũng không được đẹp hung. Các bạn như mọi người cũng thông cảm. À, bây giờ chủ ruộng nói là ngay nãy giờ ta bơm nước, bây giờ đất có nước rồi đó nha các bạn. Là đất nước nhóc trơn nè. Nói chung là có nước thì nó cũng đỡ lắm rồi nha các bạn. Có nước thì dẻo. Ô, nó nhả trình được rồi. Nó không đến độ nó dẻo. Rồi bây giờ nắm kéo nào đây. Rồi chắc kéo 93 trước rồi. Ô, con thả quần xuống cái rồi kìa. Kéo được chưa? Đó thầu ha. Rồi bây giờ là chắc vô kéo 93 trước nha các bạn. Rồi bây giờ vô giải cứu 93 trước. Tắt nước vô cho nó nhả sình. Rồi mới tới 70. Hai cái máy kéo nữa. Có nước này thì kéo chắc có thể lên nha các bạn ơi, dẻo nó đỡ dẻo rồi, nó đỡ dính bánh nè. Rất học
sao mà lâu vậy ta? Ở bên đây thì cây 70. Rồi, tài xế lên rồi đó các bạn. Rồi, kéo đó các bạn ơi. Giật. Đó. Đó, vài cái mới đi nha. Kìa. Yeah. Đúng rồi, xúm nhau đẩy tiếp đi. Ôi ôi. Đó, lên này. Ôi ôi. À, nó này có nước các bạn ơi, cũng đỡ lắm. Rồi lên một cây. Hai cây qua nữa các bạn. Rồi cây 93 lên rồi nha. Rồi nó lên cây là thấy nhẹ cho mình rồi đó, là mình có đồ chơi rồi các bạn ơi. Có chiếc máy 93 lại mình kéo nó cũng mạnh thêm nữa được rồi. Nó nói nghe nhờ người ta bơm nước, chứ này không bơm nước cũng bó tay nha các bạn. Dẻo vui lắm, dẻo mà chủ ruộng nãy giờ bơm nước á. Là các bạn chạy ngon lành rồi đó. Rồi giờ lại thì tiếp tục giải cứu. À, nó còn độn với lường dữ lắm luôn á. Quay đầu cái chân hai. Về anh chú chú